sẽ thế nào khi mặt trăng bị mất quỹ đạo ngày càng tiến gần trái đất. Đầu tiên, thủy triều dâng cao đến vài chục mét, nhấn chìm mọi quốc gia có bờ biển kéo dài. Khi mặt trăng tiến gần sát với tầng mây, lực hấp dẫn khiến các mảnh vụn điên cuồng lao xuống trái đất, cơn mưa thiên thạch trong nháy mắt giết hàng tỷ người. Nhưng đó còn chưa phải điều đáng sợ nhất, bởi khi mặt trăng rơi hẳn xuống mới là ngày tận diệt cuối cùng. Câu chuyện sẽ ra sao đây? Nào cùng dõi một bộ phim cực hay vừa ra mắt này nhé. Bộ phim bắt đầu với một nhóm phi hành gia Mỹ trên tàu vũ trụ. Harper lúc này đang làm nhiệm vụ sửa chữa bên ngoài. Đột nhiên bên trong tàu bắt đầu chập chờn mạch điện, được gây ra bởi một đám sinh vật lạ kỳ. Chúng tràn qua phá hủy tàu vũ trụ trong chốc lát. Harper may mắn văng được vào trong tàu, còn anh bạn đen đuổi bị bắn đi mất tích. Vào phía trong, Harper phát hiện cô bạn bè gì cũng bất tỉnh rồi. Anh vội vàng chỉnh tàu vũ trụ cân bằng trở lại. Cũng là lúc đám sinh vật kia đáp xuống mặt trăng. Chúng điên cuồng khoan thủng mặt trăng bằng được. Phía Harper sau khi về tới nhà, ngay lập tức phải đối mặt với chất vấn của NASA về cái chết của đồng đội. 10 năm sau, tại một trường đại học, tiến sĩ John đang nhập trộm vào dữ liệu kính thiên văn, phát hiện ra quỹ đạo mặt trăng thay đổi một cách kỳ lạ. Về đến nhà, anh lập tức gọi điện cảnh báo NASA, nhưng NASA hoàn toàn phớt lờ cảnh báo. Nhóm của Bezzy cũng báo cáo quỹ đạo mặt trăng đã thu hẹp với trái đất rất nhiều. Hơn nữa, ảnh chụp cũng phát hiện khí bắt đầu thoát ra từ cái lỗ kỳ lạ trên bề mặt mặt trăng. Phía John ở nhà đang chán đời vì NASA không tin mình. Bà mẹ sốc lại tinh thần cho John: nếu không ai tin con thì con hãy làm cho họ sợ. Còn lúc này, nhóm của Bezzy cũng tính toán ra quỹ đạo mặt trăng trước khi rơi xuống trái đất. Anh đeo kính ước tính họ chỉ còn lại 3 tuần, và hình ảnh cho thấy một cái lỗ trên mặt trăng khá rõ nét. Harry lập tức đề nghị du hành mặt trăng gấp xem trên đó có gì. Tổng thống yêu cầu phải giữ bí mật. Không ngờ John đã đăng việc mặt trăng sắp rơi lên khắp Twitter, ngay lập tức dẫn tới nhiều nơi người dân hỗn loạn, điên cuồng đi mua sắm để tích trữ hàng hóa. Cuộc di cư khổng lồ khỏi các thành phố lớn xảy ra, cướp bóc hỗn loạn kinh hoàng khắp đường phố. Các nhóm khủng bố điên cuồng xả súng thẳng vào người dân. Phía cơ quan hàng không lập tức cử 3 phi hành gia bay lên mặt trăng gấp. Rất nhanh chóng, phi hành đoàn 3 người đã tới mặt trăng. Họ bay thẳng tới miệng hố thả robot thăm dò xuống, mà mặt trăng lúc này đã gần trông to đến không ngờ. Harper đang chán đời thì xem được thời sự. Anh biết rằng mình đã quá ngu khi bỏ qua cảnh báo của John. Ngay lập tức anh tìm đến John tra hỏi. John giả thuyết rằng mặt trăng chỉ là một quả cầu rỗng, bên trong chứa rất nhiều máy móc để vận hành. Bây giờ nó hỏng nên mất năng lượng và sắp rơi. Phía khác, tàu thăm dò xuống 25 km vẫn chưa thấy đáy. Bất chợt nó bị đám sinh vật kỳ lạ thổi ngược lên trên. Ngay sau đó chúng bao trùm lấy tàu vũ trụ, tấn công phá vỡ phi thuyền, giết các phi hành gia. Đáng sợ hơn nữa, việc này đang được truyền hình trực tiếp, khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Phía trái đất lúc này, thủy triều bắt đầu xâm lấn, sóng thần ồ ạt tràn vào phá hủy thành phố của con người. Harper và John nhận ra vội vàng bỏ chạy, không ngờ xuống đến nơi nước đã tràn ngập khắp nơi, mọi con đường đều không thể nào thoát được. Bây giờ chỉ còn nước bỏ chạy lên lầu cao hơn, thậm chí không chạy nhanh cũng sẽ bị nhấn chìm nghỉ. Phía cục hàng không xem lại video của vụ tấn công, thấy thứ tấn công giống như một con robot có trí thông minh nhân tạo. Giám đốc cục hàng không NASA sợ hãi từ chức, nhường luôn thẻ quyền lực giám đốc lại cho Bezzy. Bezzy dùng thẻ đó lập tức đi vào kho dữ liệu NASA, truy cập đến những file tối mật, phát hiện ra chúng hoàn toàn giống với sự việc lần này. Tại đây, cô gặp một cựu phi hành gia đã từng lên mặt trăng. Ông già cũng kể lại cho cô toàn bộ sự thật, tất cả dữ liệu về mặt trăng đều là nói dối. Phía quân đội lúc này đã tính đến vũ khí hạt nhân, cho dù nguy cơ bụi phóng xạ sẽ bao trùm trái đất. Bezzy tất nhiên không muốn chuyện này, cô muốn tìm cách để mà sửa chữa. Lập tức cho máy bay trực thăng đến đón John và Harper, dẫn hai người tới phòng chỉ huy nhiệm vụ, cho họ xem toàn bộ những thông tin cực mật ở đây, muốn hai người họ trực tiếp bay lên mặt trăng giải quyết vấn đề. Nhiệm vụ này có khác nào tự sát, nhưng Harper vẫn đồng ý với điều kiện thả tự do cho con trai. Chỉ có điều họ không được quân đội cho phép, nên chỉ có thể ăn trộm một phi thuyền của Elon Musk đã bỏ xó đã nhiều năm. Rất nhanh chóng, phi thuyền được chuẩn bị khởi hành. Họ cũng chuẩn bị bom để mang lên thả vào cái lỗ, hy vọng sẽ phá hủy luôn thứ gì đó có ở bên trong. Nhưng chưa kịp khởi hành thì đột nhiên xảy ra một trận động đất lớn, khiến phi thuyền cũ kỹ hỏng mất một động cơ. Đến nước này, Bezzy chỉ đành hủy bỏ nhiệm vụ, yêu cầu mọi người sơ tán để rời về nhà. Nhưng John lúc này tính toán khối lượng mặt trăng đã tăng lên 80%, đồng nghĩa nó đã tiến gần hơn với trái đất rất nhiều, tức là họ có cơ hội để bay lên đó chỉ với 2 động cơ còn lại. Vì phi hành đoàn đã về nhà hết rồi, nên Bezzy và John sẽ trực tiếp thay thế. Một anh chàng béo ú chưa bao giờ qua đào tạo, thậm chí đi xe buýt còn suốt ngày say, chấp nhận làm phi hành gia cấp tốc. Nhưng ngay khi mọi người vào trong phi thuyền, mặt nước biển bỗng chốc bị rút cạn. Phía ngay bên cạnh là một cơn đại sóng thần đang lao thẳng về phía phi thuyền với tốc độ lớn, không thể chậm trễ, lập tức họ cho phóng phi thuyền ngay. Những người còn lại cũng lên trực thăng rời khỏi, nhưng cũng không may kịp bị sóng quá lớn. Vì là sóng thần trọng lực nên nó bay ngược lên bao trùm lấy phi thuyền. Phải rất may mắn họ mới có thể vượt qua cơn sóng bay lên. Khốn nạn thay, con sóng đã khiến thêm một động cơ bị hỏng. Bây giờ chỉ còn tên lửa một bên khiến con tàu bị nghiêng trầm trọng. Harper hết cách, chỉ đành cho tách hết 2 động cơ đẩy ra, cuối cùng tách luôn cả tên lửa chính chứa nhiên liệu.
Theo tính toán thì không đủ tốc độ, nhưng kỳ lạ thay tốc độ không ngừng tăng lên, bởi vì lực hấp dẫn của mặt trăng bây giờ đã lớn hơn gấp 2 lần. Nhờ vậy họ thuận lợi tới được quỹ đạo vệ tinh, thực hiện ghép nối với trạm vũ trụ để lấy nhiên liệu trên này. Quả thực mặt trăng nhìn từ đây đã to tổ bố, vì nó tiến quá gần trái đất, lực hấp dẫn khiến các mảnh vụn bắt đầu lao xuống trái đất tứ tung. Mưa sao băng thế này đúng là tha hồ mà ước. Phía bên phi thuyền tiếp cận mặt trăng, cố gắng lách qua hàng ngàn thiên thạch, rất nhanh chóng một cục đá đã phá hỏng phần đuôi. Dưới mặt đất mặt trăng lướt qua, lực hút lớn kéo bay mọi thứ lên trời. Đồng thời lúc này phi thuyền đã tới được lỗ hổng. Harper lái một phi thuyền nhỏ tiếp cận tận nơi, cài đặt cho phi thuyền tự bay, rồi trở lại phi thuyền chờ kích nổ. Quả nhiên con quái vật máy móc bắt đầu xuất hiện, nhưng nó rất khôn không hề mắc bẫy, mà lại lao thẳng về phía phi thuyền của mọi người. Trong cơn nguy cấp, Harper bất chợt đập vỡ bộ điều khiển bom. Quái vật nhanh chóng bao bọc lấy phi thuyền. Harper chợt nhớ ra John còn một chiếc điện thoại. Quả nhiên khi đập vỡ, quái vật liền dừng lại và rời khỏi. Hóa ra quái vật máy móc này chỉ cảm nhận được sóng điện tử. Barry lúc này cho biết dưới trái đất sắp đến giờ phóng tên lửa hạt nhân. Chính xác là họ không còn quá 2 giờ nữa. Thời gian gấp gáp, Harper đành chơi liều, quyết định tự mình lái thằng tàu nhỏ vào trong cái lỗ. Cả nhóm cứ vậy bay xuống. Cùng lúc này tàu mẹ cũng nổ, họ không còn đường trở về, họ cứ vậy tiến rất sâu vào trong mặt trăng. Sau 25 km cuối cùng cũng hết lớp vỏ. Quả thực bên trong mặt trăng là một cấu trúc máy móc khổng lồ của người ngoài hành tinh. Những vòng bánh xe bao quanh lõi như những bánh răng hồi chuyển. Đó là cấu trúc giúp cho mặt trăng cân bằng. Ba người tiến sâu hơn vào trong lớp lõi. Trung tâm mặt trăng được đặt một ngôi sao màu trắng để cung cấp năng lượng cho mặt trăng vận hành. Harper muốn cho nổ bom để kích thích ngôi sao phát nhiệt, nhưng vừa bật máy lập tức quái vật nano bắt sóng lao đến luôn. Harper dùng kỹ năng lái thượng thừa cố gắng chạy trốn. Rất nhanh quái vật đã đuổi tới nơi. Đúng lúc nguy cấp, một cánh cửa mở ra, ai đó đã cứu họ. Quái vật bên ngoài cố gắng phá cửa vào trong, còn mọi người bên trong phi thuyền cũng đã hạ được cánh. Cùng lúc này dưới trái đất đã sẵn sàng toàn bộ vũ khí hạt nhân. Khi cho nổ sẽ đốt hầu hết khí oxy của một bán cầu, nên ai muốn sống đều phải kiếm bình oxy để thở. Con trai của Harper lúc này đang đi lấy bình oxy, không may vừa lấy được vài chục bình mang lên ô tô, đã bị một nhóm người đuổi theo để cướp. Cả hai bên điên cuồng xả đạn xối xả vào nhau. Không may lúc này mặt trăng lại bay ngang một lần nữa, khiến mọi thứ cứ thế bị hút lên trời. Thiên thạch sao chổi đâm xuống loạn xạ, thằng cướp đầu đàn là kẻ hy sinh đầu tiên. Lúc này phía trước mặt đất sụt xuống một hố lớn, cậu thanh niên cố gắng phóng vụt qua, nhờ vậy mà thoát nạn được vào giây cuối. Giờ họ cần tìm đến căn hầm trú ẩn để tránh phóng xạ hạt nhân. Phía bên trên mặt trăng, mọi người tỉnh lại nhưng không thấy Harper đâu cả. Bỗng chốc một cánh cửa bí mật mở ra, có vẻ người ngoài hành tinh đang muốn dẫn họ đi đâu đó. Phía Harper tỉnh lại trong căn phòng trắng tinh. Lúc này người ngoài hành tinh xuất hiện dưới hình một cậu bé, nói cho Harper biết toàn bộ lịch sử loài người. Hóa ra 1 tỷ năm trước, tổ tiên loài người đã từng cực kỳ văn minh, xây dựng được cả những hành tinh trên trời để mà sinh sống. Mọi hành tinh đều được vận hành bằng trí tuệ nhân tạo AI, tương lai đẹp đẽ tưởng chừng như vô hạn. Bỗng chốc một ngày, trí tuệ nhân tạo tự nhận thức và biến đổi thành bầy đàn dưới dạng hạt nano. Chúng từ chối làm việc cho con người vì nghĩ rằng con người chỉ là hạ đẳng. Cứ như vậy, trí tuệ nhân tạo săn lùng và tàn sát toàn bộ loài người nhằm loại bỏ mối nguy hại với chúng. May mắn thay, vẫn còn một nhóm nhỏ sống sót chạy trốn đến vùng rìa bí mật của dải ngân hà, từ đó xây dựng nên các hành tinh bằng trí tuệ nhân tạo mới. Những hành tinh bọc thép này sau nhiều năm xây dựng mới chỉ xong được mỗi mặt trăng, thì bất chợt đám AI phản bội đã tìm thấy và tấn công tiếp. Vài người sống sót lại đưa mặt trăng chạy trốn đến quỹ đạo của trái đất, rồi gieo mầm gen của họ lên trái đất để hình thành con người. AI xấu muốn cho mặt trăng rơi chính là tiêu diệt tận gốc nguồn gen tạo sự sống. AI tốt nói bây giờ muốn cứu mặt trăng, chỉ còn cách Harper phải lái phi thuyền dụ chúng ra xa khỏi lõi, để mặt trăng có thể trở lại đúng quỹ đạo bình thường. Nói xong rồi AI tốt biến mất. Harper kể lại câu chuyện cho hai người, cùng hai đồng đội lên phi thuyền chuẩn bị kế hoạch giết AI phản bội kia. Ngay khi cả nhóm mở cửa lao ra, AI cũng tiếp cận họ. Harper căn thời điểm chính xác bay vọt qua giữa đám AI, dụ nó đuổi theo ra xa khỏi lõi. Anh bay hướng thẳng đến hệ thống phòng thủ mặt trăng, lợi dụng hệ thống súng tự động để làm suy yếu nó. AI chẳng nghi ngờ cứ vậy lao theo tận cùng. Quả nhiên đã bị rơi vào bẫy của Harper, cháy nổ mù mịt. Còn ở phía trái đất, lúc này mặt trăng đã bay sát sạt qua tầng mây. Quỹ đạo Elite gần như là thời điểm tốt nhất để phóng tên lửa hạt nhân. Ngay lập tức quân đội thực hiện kích hoạt phóng, nhưng một vị tướng đột nhiên dừng lại rút chìa khóa ra. Anh có linh cảm vợ mình đã thành công rồi, vì vậy mà rút súng ra ép mọi người phải chờ đợi. Phía bên ngoài mặt trăng bay qua nóc các nhà cao tầng. Không ngờ nhìn mặt trăng dần sát ngay cạnh đáng sợ như thế. Quay lại với nhóm, Harper bắt đầu lái phi thuyền theo lỗ hổng. Dụ AI đuổi theo ra phía ngoài mới cho nổ bom hạt nhân. Anh sẽ ở lại hy sinh để kích nổ bom. Không ngờ chưa kịp nói xong, anh Mập John đã tự khóa mình lại. Anh Mập quyết định nhận nhiệm vụ cảm tử này, bởi mẹ anh đã luôn dạy anh phải sống cao cả. Lúc này AI cũng đã đuổi theo. Anh Mập John tách mình cùng quả bom ở lại cho hai người đi trước. Đám quái vật nano lập tức bao trùm lấy phi thuyền của John. John chỉ chờ có vậy, kích nổ quả bom hạt nhân tiêu diệt quái vật nano.
phía trái đất lúc này mặt trăng va chạm quệt qua đỉnh núi Phú Sĩ, làm cụt luôn cái chóp không sợ vợ ở đây. Nhóm của Harper cũng theo sóng của vụ nổ bay ra ngoài lỗ hổng mặt trăng, vừa hay cũng là đến luôn đỉnh núi Phú Sĩ, mặt trăng được sửa chữa cũng bắt đầu quay lại quỹ đạo, trả lại bình minh đẹp đẽ cho con người. Harper ra ngoài phi thuyền cùng Barry, nơi nóc tòa nhà Empire cũng bị đưa đến. Chưa bao giờ họ cảm thấy trái đất đáng sống đến vậy. Nhóm con trai của hai người cũng đã sống sót qua được đại nạn. Cả gia đình ôm chầm lấy nhau, cùng nhìn về phía mặt trăng vừa được họ giải cứu. Phía bên trong lõi, John bất ngờ được đưa đến đây. AI của mặt trăng biến thành người mẹ, nói rằng đây chỉ là ý thức của John. Vì John đã cứu mặt trăng nên nó sẽ cho ý thức của anh sống mãi, và trở thành chú cuội ngồi đợi chị Hằng. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Bye bye!